Alo, Hoàng ơi, em đang ở đâu ấy? Alo, chị Phương, em đang bên Linh Đàm này. Em không đi làm à? Hôm nay bên mình mở cửa cơ sở mới bên CT4 Linh Đàm, chị không sang à? Nhờ. Ôi trời ơi, chị quên mất. Chờ chờ chị một tí nhá. Chị đây, kịp không? Ôi kịp. May quá. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hacom. Và hôm nay thì mình đang có mặt tại cơ sở mới nhất của Hacom chúng mình, tại CT4A Linh Đàm. Nhưng mà rất tiếc là ở đây lại không có lâu đài tình ái cho anh em mất rồi, mà chỉ có lâu đài tình yêu PC thôi. Thế nên là chúng ta hãy cùng vào xem có gì nhá. Chào chào mọi người nhá. Rất là đẹp đúng không ạ? Cái mùi đồ công nghệ thật là tuyệt vời biết sao. Toàn mùi tiền thôi đúng không? Và ngay bên này thì các bạn có nhìn thấy đó chính là một góc để cho các bạn có thể trải nghiệm cũng như là được tư vấn để build những bộ PC, những chiếc máy mà các bạn muốn sử dụng. Và đặc biệt đó chính là có rất nhiều gear của chúng ta ở đây, nào là chuột này, bàn phím này, tai nghe này. Các bạn có thể thấy ngay ở đây đó chính là những cái thương hiệu rất là lớn như là Logitech này, SteelSeries này, HyperX này, rồi Sony, Razer, Corsair vân vân. Ôi toàn là những bộ gear rất là đỉnh cao. Và đây các bạn có thể ngồi trải nghiệm cũng như là ngồi được nghe tư vấn đến từ các nhân viên của Hacom ở đây nhá. Wow, ui chị Phương ơi, bên này còn mấy thứ khác khá là hay này. Ở đây có cái gì giống rất giống như cái vô lăng đúng không? Đây chúng ta sẽ có 3 bộ vô lăng khác nhau. Ba bộ vô lăng này có 2 bộ giống nhau, một bộ của Logitech và 2 bộ còn lại là của PXN. Ngoài ra thì còn có những cái loa. Wow, loa này sẽ dành cho những anh em nào mà thích chơi game nhưng mà lại không đeo tai nghe chứ. Thế như có cả loa đây có cả loa RGB cho các bạn luôn, rất là đa dạng, rất là màu sắc. Loa Microlab anh em nhé, nếu mà anh em muốn đến mua là có rất là nhiều hàng luôn. Thế phía bên kia là sao chị nhỉ? Và đây khi mà các bạn đi vào sâu trong showroom nữa thì ngay ở phía bên tay trái các bạn sẽ có thêm một quầy hàng, đó là những cái phụ kiện như là tai nghe có dây để phục vụ cho laptop này hoặc là ổ điện này. Và ngay bên cạnh đó chính là những chiếc dây kết nối rất là xịn sò đến từ hãng Venson. Chúng ta sẽ có ở đây đó là những dây về kết nối mạng LAN này hoặc là HDMI nữa. Và góc bên này thì chúng ta sẽ có nhiều bàn phím đấy Hoàng ơi. Vâng, đây là những bàn phím này, Idra có này, Daru có này, Logitech cũng có này. Thế bên chị còn có cái bàn phím của ai nhỉ? Của Mistel nữa. Và đây gần như là có đầy đủ tất cả các size cho các bạn, từ full size rồi thanh keyless vân vân đúng không nào? Từ L80, 60 bao nhiêu các anh em đến đây là có hết. Phía bên đằng sau này chúng ta còn có rất là nhiều các tay cầm từ các nhiều hãng khác nhau đây nữa. Đây sẽ là góc dành cho các anh em game thủ. Game thủ Hoàng, chắc là thích góc này lắm đây này. Ui, tay cầm em thích lắm đấy. Đây chúng ta sẽ có đây những sẽ tay cầm. Các tay cầm đến từ Xbox. Tay cầm Xbox này, bên dưới chúng ta sẽ có những cái mẫu giá rẻ hơn một chút đến từ những hãng như là Newman này, đến từ đây. Ui, còn có cả webcam cho những ai học online chị ạ. Đây có vẻ như đây là khu vực phụ kiện, rất là nhiều những thứ phụ kiện khác nhau đây. Đúng rồi, dành cho các anh em yêu game. Phía bên kia, phía bên này chúng ta sẽ còn có. Và ngay đằng sau chúng ta sẽ có những cái thiết bị để có thể kết nối như là ổ cứng để hỗ trợ chúng ta lưu trữ đúng không? Đây là những cái ổ cứng rời đây. Rời di động. Những ổ cứng di động để giúp cho mọi người có thể gọi là chuyển file dễ dàng hơn giữa các bộ máy với cái dung lượng lớn. Nhưng mà em nghĩ rằng cái mà mọi người hứng thú hơn đó chính là phía laptop đúng không ạ? Đúng ạ. Mình chuyển qua bên này đi. Thực sự là chị rất thích cái bày biện, góc bày biện laptop ở bên showroom của Thanh Trì này nhá. Mọi người có thể thấy đây, mọi người hãy đi theo chân của Phương và Hoàng nhá. Góc đây sẽ là một góc chữ U quay kín như thế này luôn. Và ngoài ra thì chúng mình cũng có bày ở đây và mình cảm thấy là nó có một tí gì đó khá là nghệ thuật. Và mình rất là thích cái màu xám này, nó trông nổi bật được chiếc laptop lên và nó cũng trông rất là sang trọng nữa. Ở đây thì chúng ta có những hãng nào mà đây là khu vực của laptop Dell. Và đằng sau chị Phương sẽ là những chiếc laptop của Acer và các dòng Predator của Acer nữa. Phía bên giữa đây chúng ta sẽ có một những cái gọi là hàng trưng bày của những chiếc laptop Surface đến từ Microsoft. Đây là những chiếc laptop rất là được nhiều người đi mua bởi cái cân nặng và cái trải nghiệm bấm phím của nó. Phía bên kia thì sao? Chị có thể giới thiệu vài sản phẩm được không? Đây phía bên này thì chúng ta sẽ có những chiếc laptop đến từ Gigabyte. Màu sắc thiết kế cũng rất là theo cái tông màu chủ đạo của các hãng đúng không? Gigabyte cũng là một hãng mang hơi hướng gaming thì màu sắc cũng rất là nổi trội này. Hay là phía bên này nữa, chúng ta sẽ có những chiếc laptop đến từ Asus, một màu xanh tím cũng tương đối là bắt mắt đấy. Và bên này thì sẽ là những hãng đến từ MSI, một trong những chiếc laptop cũng
hãng laptop gaming mình có lẽ là cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích hiện nay. Vâng, còn ở khu vực giữa này chúng ta sẽ có những chiếc laptop đến từ ví dụ như bên này là Lenovo. Thì đây là những chiếc laptop được để chúng mình để sẵn đây để anh em có thể trải nghiệm. Anh có thể nhờ các bạn bán lẻ mở ra để cho anh em xem là ok, cái touchpad cầm như nào này, cái bàn phím nó bấm như thế nào, và để đưa ra những quyết định đúng đắn nhất với cái sản phẩm mà mình muốn chọn mua. Thì phía bên này nữa chúng ta sẽ còn có đó chính những chiếc laptop của HP, một trong những hãng mà anh em cũng khá là mua khi mà nói về những chiếc laptop mang tính văn phòng hoặc là học tập. Và nhưng mà mình nghĩ rằng nhiều anh em quan tâm hơn tới những cái sản phẩm là desktop nhỉ, thì ra cùng thử qua bên đúng không ạ? Thì ra cùng qua bên kia nhá. Và đây chính là một góc mà các anh em BBC đang rất là tò mò muốn biết đúng không ạ? Đây chúng ta sẽ thấy những cái linh kiện đầu tiên rất là cần thiết khi mà chúng ta BBC, đó chính là những chiếc CPU và mainboard. Bên trái của Phương đây đang là một kệ đến từ AMD, thì chúng ta sẽ nhìn thấy những chip như là Ryzen này, rồi các mainboard tương thích đó chính là những mainboard đến từ Asus. Các bạn có thể thấy đây ví dụ như là Brawl B450M vân vân. Thế còn bên của Hoàng thì sao nhỉ? Đằng sau của chị Phương chúng ta sẽ có tất nhiên rồi, bên cạnh AMD sẽ là Intel đúng không ạ? Thì đây là những chiếc CPU mới nhất của Intel, chúng ta sẽ có này i7-12700K này. Và phía bên dưới chúng ta sẽ còn có những cái CPU đời gọi là hiện tại một chút, đó chính là đời 11 hoặc là có phải những đời 10 nữa, để phục vụ cho anh em mua với từng các mức cấu hình, từng mức giá tiền. Và sẽ còn có một số sản phẩm như là Intel Nook, để anh em nào mà muốn một cái mini PC nho nhỏ một chút để đem đến công ty và làm việc. Tất nhiên rồi thì để gắn những cái CPU này chúng ta sẽ cần những chiếc mainboard đúng không ạ? Thì bên tay trái của mình đây sẽ là những chiếc mainboard đến từ Asus. Thì đây, Republic of Gamer. Đó, nghe rất là hoành tráng đúng không ạ? Thì bên dưới đây này đây là những chiếc mainboard này, có dòng Thấp này, có dòng Strix này, có cả những chiếc Asus mini PC nữa để phục vụ cho những em nào mong cầu PC mini đúng không ạ? Và sẽ còn có cả những chiếc cảm hình GT730 này, nhìn trông có vẻ hơi yếu đuối nhỉ? Nhưng mà thôi, để trưng bày cho đẹp mà. Về phía bên này, chị có thể giới thiệu một chút về Gigabyte được không? Ở đây, khi mà đi tiếp thì mình cực kỳ ấn tượng một chiếc poster đến từ Arus, đó chính là New King of Gaming Platform. Một chiếc poster thể hiện được những cái thế hệ mới của Arus. Và tiếp đến nữa thì sẽ là Gigabyte. Chúng ta sẽ vẫn thấy màu sắc chủ đạo là màu cam giống như bên khu vực laptop vừa rồi đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy những chiếc mainboard cũng tương đối là phổ thông hiện nay của Gigabyte, ví dụ như là B560M này, hay là B560MH này, rồi là Z560 nữa. Tiếp theo đây sẽ là đến từ hãng nào đây nhà Hoàng nhỉ? Đây là tủ đồ của GeForce, nhưng mà chúng mình lại có gọi là trưng bày thêm một chút mainboard của Asus này. Chúng mình sẽ có một chút mainboard của MSI nữa. Nhưng phía bên dưới này chúng ta sẽ còn có đó chính là những cái cạc màn hình. Cạc màn hình thì đây là đều hết từ đó chính là GeForce Nvidia đấy. Chúng ta sẽ có những cái mẫu cạc hơi thấp cấp một chút, đó chính là GTX 1650 Ti này, 1650 này, hoặc là đây toàn những cái mẫu 1050 với cả 1650 thôi. Về phía bên tay này chúng ta còn gì chị Phương nhờ? Đây là có lẽ là những cái thiết bị văn phòng, những thiết bị dành cho siêu thị. Nó sẽ hơi không liên quan đến gaming một xíu, nhưng mà cũng có rất là nhiều những cái đối tượng khách hàng của Hacom quan tâm đến điều này. Ví dụ như các bạn có thể tìm hiểu những chiếc Tablink này, những chiếc phát wifi để hỗ trợ chúng ta có những cái tốc độ truyền nó tốt hơn, hay là những cái thiết bị văn phòng giống như là máy chấm công, một cái điểm mà nhân viên rất là quan tâm khi mà đi làm đúng không ạ? Hay là máy in văn phòng. Đây có rất là nhiều những mẫu mã về máy chấm công và máy in để cho các bạn có thể tham khảo. Đó là ngoài đồ high end thì Hacom còn mang đến cho mọi người rất nhiều những cái tiện ích khác để hỗ trợ về mặt văn phòng hay là siêu thị dành cho các bạn nhé. Ui dồi, chị Phương cứ tưởng mình chị có máy in ấy. Em một đống một tí tỉ cái này. Mà em không chỉ có máy in nhá, em còn có cả cây gọi là cây văn phòng, cây mini PC nhá. Thì ở đây sẽ có rất là nhiều các mẫu cây khác nhau dành cho những đối tượng khác nhau với những mức tiền khác nhau. Thì đây chúng mình sẽ còn có đó chính là những cái cây Hacom do chính chúng mình build lên, tạo lên và bán cho anh em. Và đằng sau đây thì ui dồi, chỗ này cũng rất là nhiều người anh em quan tâm này, đó chính là những cái mẫu màn hình chúng mình đang có hiện tại. Thì đây là bao gồm cả gaming này, lẫn cả đây Asus ROG, tức là dành cho những ai mà làm cho đồ họa rất là đẹp đúng không ạ? Đây, các mẫu màn hình anh em có thể lựa chọn và ngắm nghía xem. Và phía đằng sau kia thì sao nhỉ? Đây rồi các bạn ơi, mình đang ở một cái chỗ mà nó có đầy đủ tất cả những cái sự lựa chọn về vỏ cây cho các bạn nhá. Từ những màu sắc như là màu hồng, màu trắng, màu đen, rồi những cái kiểu dáng gaming cũng có, văn phòng cũng có. Và mình cực kỳ đặc biệt ấn tượng với em này, đó chính là em Jumbo Bon năm. Và em này đã được xuất hiện trên kênh chính của Hacom cũng tương đối là nhiều lần rồi đúng không? Một em gaming. Vâng, tận là 2 lần đúng không? Hai là số nhiều rồi đúng không ạ? Đó là một em vỏ cây rất là gaming, rất là hầm hố. Các bạn sẽ có rất là nhiều cái sự lựa chọn ở đây, hãy đến với Hacom Thanh Trì nhá. Nhưng mà đằng phía bên này ấy, thì chúng ta còn khá là nhiều các phụ kiện khác này. Ví dụ như là bên này sẽ có chuột này, có ổ cứng này, có thẻ nhớ này, có tai nghe nhỏ. Xong rồi bên kia sẽ còn có camera này và cái pad làm mát này, cộng đúng với rồi. Cả những cái ba lô chiếc cho laptop ba nữa. Ba lô đúng không ạ? Tất nhiên rồi, Hacom chúng mình phục vụ tất cả các đối tượng khách hàng mà. Bây giờ tụi ta hãy cùng thử ra xem là nếu mà anh em mua PC với chúng mình thì sẽ lắp đặt ở khu vực nào nhá.
Và đây. Và đây chính là khu vực của kỹ thuật bảo hành. Nếu như anh em nào BVC xong thì các bạn sẽ được trực tiếp ra đây để xem bên nhân viên kỹ thuật của mình có thể thao tác lắp ráp chiếc PC này cho các bạn. Và nếu trong quá trình chờ đợi các bạn cảm thấy mệt mỏi, khát nước thì đừng lo, Hacom luôn luôn chu đáo và có thể chuẩn bị cho các bạn một chút đồ ngọt, đó là khu vực nước ngọt cũng như là một chút kẹo ngọt để các bạn cảm thấy là cái quãng thời gian chờ đợi nó được rút ngắn hơn. Và sau khi xong rồi, đúng không? Và sau khi xong rồi cũng như là các bạn mua các linh kiện khác thì các bạn hãy qua gặp chị Thu Ngân của chúng mình nhá. Chị Thu Ngân vô cùng xinh đẹp ở bên này ạ. Rồi, và anh em nghĩ rằng là quải cơ sở mới nghe chừng có vẻ không có hàng đúng không? Hôm nay mình cho anh em lên kho check luôn nhá, cho nó tín. Cho nó tín, đi luôn. Ok, sau khi mà mình đã lên trên này thì anh em có thể thấy kho cho mình đây. Thì cái sàn rất là, cái trần rất là cao và mình có thể đứng rất là thoải mái. Thì bên này chúng mình có rất là nhiều hàng này, từ bàn phím này, mainboard này, CPU này. Và bên trong kia thì còn có rất là nhiều những chiếc cảm hình khác cơ. Và để cho anh em có thể phục vụ cái nhu cầu mua máy tính của anh em. Thì bên trên này nhiều hàng quá nên là chúng mình sẽ không tiện đi vào trong, bởi vì đấy bạn xem Hoàng mới đứng đây thôi mà cái trần nhà nó đã cao như thế rồi. Em thấy thoải mái lắm mà chị đấy, cười. Thế nên là chúng mình sẽ chưa tiện để đi vào trong, nhưng các bạn cũng có thể thấy là trong đợt khai trương lần này của CT4A Linh Đàm thì chúng mình hoàn toàn có thể phục vụ được tất cả nhu cầu của các anh em, từ build máy cho đến mua các linh kiện, đúng không nào? Thôi trời này nóng quá, mình đi xuống chị. Ok. Thật đi. Hôm nay thì chú cùng với cả hai con của mình đi mua sản phẩm gì ạ? Chú đi mua cái ổ cứng cho máy vi tính này, HDD. Mình thấy là cái tác phong của anh em, kể cả từ chú bảo vệ đến nhân viên là rất chuyên nghiệp, rất hay. Cũng mong muốn là các bạn khai trương thì sẽ gặp nhiều điều may mắn, làm ăn buôn bán tốt. Thì tin tưởng bởi vì là đây là Hà Nội Computer, là một trong những hãng có thương hiệu mà. Mình không muốn mua hàng trôi nổi, mình mua đây thì được các bạn test chất lượng các thứ thì mình yên tâm. Cháu thực sự rất là cảm ơn chú khi mà đã lựa chọn đến cháu để mua cái sản phẩm ạ. Mình thấy nhân viên ở cửa hàng tư vấn rất là nhiệt tình và chăm sóc, cái khoản chăm sóc khách hàng rất là tốt. Không biết là đây là lần đầu tiên bạn đến với Hacom hay là bạn đã từng mua những cái sản phẩm trước đây của Hacom rồi? Thì mình cũng nghe một số lời giới thiệu của những đàn anh trên trường thì mình cũng tới đây, quyết định tới đây để mình xem. Đây là lần đầu tiên luôn đấy ạ. Và hy vọng là sau này mình sẽ còn gặp lại Dương rất là nhiều tại các cơ sở khác của Hacom nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Còn bây giờ mời bạn tiếp tục xem hàng ạ. Mình thấy bên mình tư vấn rất là tận tình, dễ hiểu. Mình thì không có nhiều kinh nghiệm về cái kỹ thuật, nhưng mà sau khi được các bạn ở đây tư vấn thì mình cũng thấy rất là ok, giá cả cũng hợp lý. Nếu sau này mình có nhu cầu liên quan đến máy tính hay là những cái phụ kiện liên quan thì mình cũng sẽ lựa chọn ở đây. Vâng, thế thì rất là cảm ơn anh đã lựa chọn bên em và hy vọng rằng là trong một ngày tương lai gần thì em sẽ được gặp lại anh ở đây nhé. Uầy, trải nghiệm sử dụng máy của chị như nào rồi? Trời ơi, cuốn quá em ạ, quá tuyệt vời luôn. Đây là cái bộ cây mà hôm trước mình lắp trên livestream chị ạ? Đúng rồi, đây chính là chiếc vỏ cây mà Hoàng được hỏi rất là nhiều trong buổi livestream cách đây khoảng 2-3 tuần gì đấy, mình không nhớ rõ nữa. 2-3 tuần, có tuần thôi chị ơi. Đấy, vậy là trên đây là những cái trải nghiệm của chúng mình khi mà đến tham quan showroom của CT4A Linh Đàm. Và các bạn có thể thấy là tụi mình sẽ có rất là nhiều cái hàng hóa đa dạng để có thể phục vụ tốt cho tất cả nhu cầu của khách hàng. Hy vọng khách hàng đến đây sẽ cảm thấy hài lòng và có một cái trải nghiệm mua sắm thật là tốt. Và xin nhắc lại với anh em thì bên Hacom CT4 Linh Đàm không phải là lâu đài tình ái mà là lâu đài PC Hacom.